Chào mọi người, hiện tại Miss Trân đang ở Jasmine Lounge và chuẩn bị sẽ bay tới Bali. Mọi người hãy cùng xem chuyến đi này nhé. Điểm đến đầu tiên tại Ubud đó chính là Villa Harmony. Và ở đây thì về cái cơ sở vật chất và đặc biệt có một cái hồ bơi rất là đẹp ở ngoài trời mà các bạn có thể enjoy together with your friends. Trung tại Bali để có thể thăm các bạn cũng như là thưởng thức cái nền ẩm thực tại đây, thì các bạn có thể coi trong chiếc video này của Miss Trân nhé. Hello everyone, today I am in Bali and now I will buy mint tea. I want to have one lemonade. One ice cream and one lemonade. Yeah, that's right. Thank you. One extra ice cream. Yeah, we'll enjoy lemonade. Now I'm in a local market in Bali. Như vậy là đã kết thúc ngày đầu tiên trong chuyến đi Bali của Miss Trân. Các bạn hãy đón xem ở video kế tiếp về những cái địa điểm mới cũng như là những món ăn mà ngon tại Bali nhé. Cảm ơn mọi người.